Bạn hãy mặc đồ nghiêm trang khi đến nhà thờ bạn nhé. Khi đến nhà thờ, bạn hãy vào trong nhà thờ chứ đừng ngồi ngoài gốc cây hay ghế đá bạn nhé. Đến trước, bạn vào ghế trên ngồi, để người đến sau có thể ngồi cạnh bạn. Chúng ta cùng tắt điện thoại trước khi bước vào trong nhà thờ, để tránh gây tiếng ồn khi tham dự thánh lễ nào. Tắt điện thoại không chỉ là để khỏi làm phiền người khác, nhưng còn chứng tỏ là mình đang thực sự tham dự thánh lễ và không làm phiền Chúa nữa. Chúng ta không quay phim chụp hình khi đang tham dự thánh lễ sẽ gây khó chịu cho người xung quanh bạn đấy. Bạn ơi, đừng nói chuyện riêng, gây chia trí cho người xung quanh bạn nhé. Hãy lắng nghe lời Chúa và bài giảng của linh mục để cho lời Chúa sinh hoa kết quả dồi dào trong tâm hồn của bạn. Dự lễ, bạn hãy hiệp thông với cộng đoàn bằng lời ca tiếng hát, sướng đáp chung với cộng đoàn bạn nhé. Chúng ta hãy ở lại cho đến khi thánh lễ kết thúc. Nhận phép lành cuối lễ. Để qua phép lành của linh mục chủ tế, Thiên Chúa ban phát dư đầy muôn ơn lành hồn xác cho chúng ta. Ơn ích từ thánh lễ bạn có biết chưa? Thánh Thomas, một nhà thần học, đã viết về những sự kỳ diệu của thánh lễ Misa như sau. Thánh lễ giúp kẻ có tội trọng được ăn năn hối cải, tội nhẹ được tha thứ. Qua thánh lễ sẽ tăng thêm những ơn ích và những ơn cần thiết cho chúng ta. Nếu tội lỗi con đỏ như máu, ta cũng sẽ làm cho nó trắng như tuyết. Thiên Chúa nói với Thánh Matthew: trong thánh lễ, ta đến với sự khiêm nhường. Mọi kẻ tội lỗi dù hư hỏng tới đâu, nhưng nó khao khát sự tha thứ, ta sẽ đến với nó trong sự ngọt ngào và thương xót. Ta sẽ tha thứ kẻ thù xấu xa nhất của ta nếu nó xin ta. Ta sẽ đến với sự khoan hồng. Như vậy, không có kẻ nghèo hèn nào tới với ta mà không làm đầy tình thương cho nó. Ta tới với bánh bởi trời để tăng sức lực cho kẻ yếu kém, với ánh sáng để giúp kẻ đuôi mù, với tràn đầy ơn thánh để đẩy đi những đau khổ, khắc phục những trở ngại và làm tan biến những sợ hãi cho những ai chạy tới ta. Thiên Chúa bảo đảm với Thánh Matthew: người sẽ an ủi tất cả những ai tham dự thánh lễ, và người sẽ gửi các thánh xuống giúp họ trong giờ chết, vì khi còn sống họ đã thường xuyên tham dự thánh lễ. Bạn hãy siêng năng tham dự thánh lễ và tham dự thánh lễ cách sốt sắng để kết hợp mật thiết hơn với Chúa Giêsu thánh thể bạn nhé. Bạn và tôi hãy lắng đọng tâm hồn, bỏ đi tất cả mọi lo lắng của cuộc đời để bắt đầu bước vào thánh lễ với tâm tình sốt mến và tạ ơn bạn.